Chị ăn cơm chưa? Ăn rồi mà. Không có gì ăn. Không có gì ăn hả? Ủa sao chị không đi ăn đám cưới? À không, à sao quá không muốn lên hả? Bà cho không chưa nè. Chị cặt lúa có mệt không? Bà cho không chưa. Chị có chồng chưa? Chưa. Chưa hả? Để em kiếm cho chồng cho chị nha. Một mình chị cắt hết 3 đám ruộng. Chị sao giỏi vậy chị? Chị ơi cho em cắt lúa với. Trời ơi chị sao giỏi vậy? Cho em cắt lúa với. Chị có mệt không? Chị muốn uống nước không? Em lấy nước cho chị. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi cắt lúa. Đây là dụng cụ để cắt lúa, người ta gọi là cái liềm. Bạn cùng nghề kẹt theo mình nha. Giờ mình sẽ bắt đầu gạch. Đây là những hạt lúa được trồng và nảy mầm nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đắt. Các bạn thấy mình canh gì không nè? Mỗi năm làm 2 vụ đông xuân. Chỗ các bạn đã đi cắt chưa? Bây giờ là tháng 7, chỗ mình tới mùa gặt lúa rồi. Thấy mình chăm chú quá ta. Những cái lúa thật là xanh tươi. Các bạn coi nè, trời ơi, đã rưng rưng rưng. Mệt quá các bạn. Thôi, chị có mệt không chị? Chị có mệt không? Không, lại khô hả? Chị đây đang ấy lúa sợ trời mưa. Các bạn xem nhớ cho mình một like nha. Đừng có động lực. Ôi trời ơi, gạch lúa mệt quá thì nhảy thôi. Ha ha. Đúng là yêu đời ghê. Đây là xe chở khách đi ăn đám cưới. Đi ăn đám cưới về là gạch lúa luôn. Thấy mình giỏi không? Không có say đâu nha. Rồi. Cái này mình bó thành từng bó nha. Chị cái này bó hả chị? Bó xong mình đập. Và đây là thành quả, tại vì trời mưa làm có nhiêu đây thôi. Thấy không nè, lúa ướt hết. Thương không? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Ngày mai sẽ tiếp tục làm tiếp. Bye bye.